Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghệ Chuyện Và trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng với Đình Duy Theo dõi tiếp diễn biến phần 21 Series những câu chuyện kỳ bí của người lính kể lại Hôm nay chúng ta đến với chương 71 Những miếng ngọc bội Để kể cho bà con nghe vài mẩu chuyện nhỏ từ đêm qua Mà chuyến bay dài và mệt quá không thể viết nổi nữa Mong mọi người thông cảm Sáng sớm nghe anh em thông báo ngoài Bắc nhiều nơi đã dâm mắt lại sau hai ba ngày đổ lửa, vậy là mừng rồi. Nãy xin kể cho bà con nghe một mẩu chuyện cũ từ những ngày tôi còn ở trong rừng rú, lan man tới tận những năm 2000. Câu chuyện xoay quanh những miếng ngọc bội cũ mà tôi vô tình có được và cũng vô tình nhìn thấy nó. Ngày đó chúng tôi ở Pai Linh. Một hôm, phía bạn bắt đầu được mấy người dân buôn. Trong đó họ tình nghi có hai người là quân báo của post trà trộn vào. Một trong hai người này là đàn bà, Chị ta trông chừng hơn 40 tuổi, người thấp đậm, da đen, tóc ngắn đặc trưng của những người đàn bà thời khơ mai đỏ. Tuy cố tỏ ra vô tội, nhưng nhìn qua biểu hiện là anh em biết bà này không phải dạng vừa đâu. Khi kiểm tra tư trang của chị này, tôi nhớ lắng máng là có một số tiền khá lớn vào lúc bấy giờ. Có thể nói nó hơn một gia tài của người dân Trung khi đó ở cái đất nước mới giải phóng khỏi sự hủy diệt của chính những kẻ cầm đầu cái chính phủ tàn ác khơ mai đỏ khoảng chừng gần 20.000 đô la Mỹ và vài chục ngàn riêu và cả vàng lá nữa. Có tới hai ba mươi miếng vàng được cuốn cẩn thận ở hai bắp chân chị này. Chị ta luôn miệng leo lẻo khai là dân buôn thôi. Lần đó, thứ tôi chú ý trong cái túi đeo bên người của chị ta là một cái túi rút dây như túi con nít ngày xưa hay đựng mấy viên bi. Trong đó có mấy miếng mọc màu xanh rất nhạt. Nó được mài rất cầu kỳ và không giống bất cứ thứ đồ trang sức nào. Những miếng ngọc vì đó có hai miếng dẹt cỡ chừng gần ba ngón tay hai miếng thì mài hình trụ to bằng ngón tay. Hỏi chị ta là cái gì thì chị ta ấp úng nói không biết. Chỉ biết là của lính post lấy của dân. Giờ chị ta có nhiệm vụ đem bán để mua lương thực thôi. Sau đó chừng 2 năm khi tôi ở Siêm Điệp gần đường 12 cạnh cái phun gì đó tôi không còn nhớ tên. Chỉ nhớ ngoài phun có cái hồ nước hình chữ L rất to. Gần hồ có ngôi chùa bị bỏ hoang, bị đạn bắn tè lay ở nóc tường thì bị lúc bốt đập vỡ quăng lung tung có con đường cũ toàn đá lồm nhồm chạy qua đó ngay đầu đường vào là những dãy nhà sàn chỉ cao tới tầm ngang bụng dân bán đồ lung tung từ mắm muối tới rượu thốt nốt cùng với thuốc lá và bia thái nan hoặc là vải vóc đủ thứ buổi trưa và chiều tà chúng tôi hay mò ra đó mua thuốc lá thỉnh thoảng có tiền thì mua lon bia cọp trắng cọp vàng của thái nhấm nháp uống xong giữ cây lon lại ngâm nghía rồi làm hộp đựng lặt vặt lúc đó nghe một bà cụ già bán thuốc rê kể chuyện về một ngôi miếu thờ cũ thấp nhỏ kế một ngôi nhà xây bị bắn nát bươm chỉ còn trơ lại vài bức tường bà cụ xưa ở đó bị lùa vào công xã hơn năm trời nhưng may mắn là lũ pốt bị đánh bỏ của chạy lấy người nên bà thoát chết lại lần hồi quay trở về nơi ở cũ con cháu bà chồng bà đã chết và lưu lạc hết. Bà sống với một cô cháu bị câm, gây nhỏ cỡ chừng mười mấy tuổi. Bà cụ cùng hai cô nữa đứng tuổi, họ từng là dân ở đó từ nhỏ. Nghe họ kể nhiều chuyện từ ngôi nhà bị bắn sập đó và ngôi miếu thờ nhỏ. Đó là ngôi miếu thờ xây kiểu người Trung Quốc ngay ngã ba đường cũ. Con đường này giữa hai dãy nhà xây mặt đường nhưng gần như đã đổ nát hết vì đạn bom dân trở về dựng nhà sàn theo con đường mới vào cái phun theo lối men bờ hồ. Còn đường cũ và những dãy nhà đổ nát hoang tàn cò mọc lút đầu người. Nghe các cô và bà cụ kể về ngôi miếu thờ, tôi đã tò mò chui vào xem. Bên trong nó có một bát nhang bằng đá xanh khá to, đổ nghiêng. Mái sau ngôi miếu đã sập xuống. Ngôi miếu chỉ rộng chừng vài ba mét vuông Đồ thờ đều đã vỡ hoặc bị đập quăng xung quanh, Thứ làm tôi chú ý trong đó là một miếng đá gì đó trông nó màu xanh nhạt. Tôi chú ý vì nó rất giống với những miếng ngọc mà của nữ quân báo Pol Pot giữ trong người mà tôi từng biết. Tôi không nhặt mà chỉ cầm lên xem xét rồi để lại đó. Tôi biết bao nhiêu năm sau tôi mới được biết đó là những miếng ngọc thật và nó ẩn chứa những bí mật khủng khiếp đằng sau mà một người bạn Trung Quốc kể lại cho nghe vào những năm 2000 khi đó chúng tôi chỉ hay ra hóng bà cụ kể chuyện ma quỷ và buồn ngài thôi không riêng bà cụ và các cô kia kể mà cả mấy sĩ quan bác hiêng cũng nói tới nhiều chuyện ma tà ở cái con đường có cái miếu và những ngôi nhà đổ nát đó xương sầu ở cái mảnh đất đó hậu chiến thì đầy ở khắp nơi chúng tôi quá quen rồi có khi cất cái lán ở bao nhiêu ngày rồi tới lúc nó nghiêng vì mưa phải đào lại cái lỗ trôn cái cột thì mới biết đang ở trên cả bãi xương người. Xuống khe suối bắt cá của moi dưới bùn là chạm vào xương hay hàng búi tóc. Cái giếng nước ăn bao lâu tới lúc nó vào mùa khô cạn xuống đào thêm cũng lại khuân lên cả mớ xương người đen xì. Chả ai còn nhớ cái cảm giác sợ nó như thế nào nữa nhưng vẫn thích và tò mò về chuyện ma họ kể lại Bà cụ và mấy cô thì thấy và biết từ lâu rồi, nhưng mấy anh lính mới ở đó cũng từng gặp. Một lần anh lờ từ sisophon về sớm, tới ngã ba thì tầm 4 năm giờ sáng, trong ánh sáng mờ mờ của bình minh, anh lờ thấy một cô gái vác một cái bình nước bằng đất nung trên vai. Bận một cái xà rông màu vàng nhạt rất đẹp, và trên đầu quấn một cái khăn màu đỏ rực lạ lùng. Cô gái đi từ dưới bờ hồ nước lên ngang trước mặt anh L và một người nữa đang chờ nhau trên chiếc xe Honda Jam. Hai anh cùng bảo nhau cô nào mà đẹp thế. Anh kia thì không biết vì từ xa tới. Còn anh L thì vội vã dừng xe, băn khoăn nghĩ không biết cô gái đó là ai vì anh chưa gặp. Dân quanh đây không có ai trông như vậy cả. Lại còn đi lên phía trên con đường bò hoang phía trên sau lưng nhà dân nữa đứng nhìn một hồi cho tới khi cô gái đi khuất chỉ còn cái khăn đỏ trên đầu cô gái như một bông hoa mộc miên khổng lồ cứ thấp thoáng thấp thoáng sau những bụi cỏ trúc rất cao lúc đó thì anh lờ chưa nghĩ gì nhiều chỉ khi cô gái đi qua thì có một thứ mùi kỳ lạ hăng hắc hôi hôi thum thủm bay trong gió thì anh mới nổi hết gai ốc trên người còn anh kia thì bị đau đầu chóng mặt tới tận đầu giờ chiều mới khỏe lại chúng tôi nghe anh kể lại thì chỉ biết lè lưỡi nhìn nhau vì cả bà cụ và vài anh lính bạn cùng kể lại giống như vậy anh l thì không cùng chúng tôi lê la ra dân nghe chuyện anh cũng không biết cái giai thoại cô gái đội khăn màu đỏ đó mà nói các anh bịa ra để trêu cho chúng tôi làm gì theo lời bà cụ kể thì ngày xưa nơi đó là nhà của những người hoa buôn bán làm ăn nơi đó từng là một con phố giàu có buôn bán tấp nập có nhiều người hoa sinh sống từ rất lâu rồi. Cái miếu cũng xây từ rất lâu. Từ bé bà cụ đã thấy nó. Còn có một cây sảng cổ thụ nhưng thấp ở cạnh miếu. Nhưng có lấy đạn pháo khiến nó tan nát và đã chết rồi. Chỉ còn ngôi miếu. Ngày trước, khi mỗi đầu tháng mùng 2 âm hoặc 16 âm, thì người hoa buôn bán nơi đó hay tới ngôi miếu này cúng bái. Người ta đồn rằng đó là ngôi miếu thờ thần giữ của đó là ba cô gái còn trẻ bị chôn sống theo tục yểm giữ kho của người Hoa ngày xưa. Thực hư thì tôi không biết mà chỉ nghe bà cụ kể lại thôi. Lúc trước thì chẳng nghe ai nói thấy tà ma gì ở đó. Chỉ từ khi trinh chiến xảy ra, đổ nát rồi chết chóc thì mới xảy ra chuyện lạ đó. Nhiều người đã nhìn thấy một hoặc hai cô gái có khi thấy cả ba cô. Lúc thì họ bơi lặn dưới cái hồ nước, lúc thì họ đi ngang qua đường giữa buổi chiều tà không có mưa nhưng người cô nào cũng ướt sũng nước. Các cô đi thân hình uốn lượn như những con rắn và đặc biệt là mặc những chiếc xà rông rất đẹp. Màu thì có thể khác nhau, nhưng có một thứ giống nhau. Đó là cả ba cô đều trùm ba chiếc khăn đỏ sậm như màu máu ở trên đầu. Những chiếc khăn đó không phải khăn Kama của người Khmer, mà nó giống khăn che mặt của người Hoa cổ ngày xưa. Tôi thì chưa được nhìn thấy tận mắt hình ảnh đó, chỉ là nghe kể thôi. Theo lời bà cụ nói, thì đó là hồn ma của những cô gái bị chôn sống làm thần giữ của của người Hoa ngày xưa. Có lẽ bom đạn làm vỡ phong ấn và họ đã thoát ra ngoài. Vào tầm đầu năm 2000, khi ở Hồ Nam, một anh bạn tôi là người Miêu có rủ tôi và Nan Lĩnh để xem tận mắt lễ minh hôn của người Miêu tại những vùng sâu vùng xa của quê hương anh nhưng do điều kiện lúc đó tôi không thể đi được. Vì đường tới đó rất xa và phải đi bằng nhiều phương tiện, trong đó có cả cưỡi ngựa nữa mới tới được nơi đó. Nghe kể về tục minh hôn nhiều, nhưng khi biết mà không thể tới xem tận mắt, quả là tiếc, nhưng biết làm sao được. Đó là tục cưới vợ hay chồng cho người đã chết hoặc người còn sống Xin dài dòng thêm một chút về cái tục lệ quái đản này của người Trung Quốc xưa, thậm chí nay vẫn còn ở một số nơi hẻo đánh Tục minh hôn này có từ lâu rồi, tôi cũng chẳng biết có từ khi nào. Trong buồn tìm hiểu làm gì, vì nó ghê rợn quá. Chỉ biết rằng, ngày trước những gia đình giàu có ở Trung Quốc khi mà chẳng may con cái họ chết sớm, khi chưa có vợ con, thì họ sẽ tìm một gia đình khác cũng có con cái chết trẻ để cưới cho con trai họ đám cưới diễn ra như thật chỉ khác là tổ chức vào ban đêm và cô dâu chú rể là những hình nhân chứ không phải là người thật còn gia đình nào có con gái mất trẻ thì nếu họ không tìm được người nam cũng chết trẻ để cưới làm chồng thì họ có thể cưới chồng là người đang sống cho con họ họ quan niệm là con gái là con người ta nếu chết sớm thì chẳng ai thờ cúng sẽ khổ nên phải cưới chồng và gia đình chồng sẽ lo việc thờ cúng nên những nhà giàu mới có tiền mua chồng sống cho con bằng những khoản tiền khá lớn. Còn con trai mất sớm không cưới vợ cho thì có thể người con đó sẽ lôi theo người nhà làm bạn cho vui. Thậm chí có nhiều vụ án đào mồ trộm mà chỉ vì họ tìm thấy người chết hợp tuổi với con họ nhưng gia đình kia không muốn. Thế là họ lén đào trộm mộ lấy hài cốt đem về làm lễ cưới cho con như kiểu bắt vợ của người mông ta. Còn có những gia đình có con muộn vợ chồng họ cũng làm đám cưới âm cho con cái. Họ cho rằng bị mắc duyên âm nên không thể lấy vợ hay chồng, mà khi chết mà không có vợ hay chồng thì sẽ là ma dữ, không tốt, vân vân. Tuy không xem được tận mắt cái đám cưới ma đó, nhưng bù lại tôi được biết thêm khá nhiều chuyện tưởng như vô tình. Anh bạn không phải là nhà khảo cổ, nhưng anh sưu tầm và hiểu biết về cổ vật khá nhiều. Vô tình tôi thấy những miếng ngọc trong bộ sưu tập của anh. Khi hỏi anh thì mới vỡ lẽ ra nhiều, đó là những miếng ngọc hòa điền bạch ngọc là loại ngọc quý nhất trong các loại ngọc nổi tiếng ở trung quốc và ngày trước người ta không dùng bạch ngọc làm đồ trang sức mà họ chỉ làm đồ thờ cúng thứ ngọc đó trở nên tâm linh hơn khi ngoài việc làm đồ thờ cúng họ còn mài dỗ nó thành thứ để chèn cửu khiếu những người giàu có hay vua chúa khi xưa khi chết thường ướp xác hay trôn cất rất cầu kỳ ngoài những loại thuốc giấu dùng để ướp xác thì những cái xác đó còn được chèn vào kiểu khiếu đối với đàn bà và thất khiếu đối với đàn ông. Đó là những lỗ trên cơ thể như hai mắt, hai tay, hai lỗ mũi, miệng và hậu môn, cơ quan sinh dục, vân vân. Khi người ta chôn giấu của cải, người ta thường bắt những thiếu nữ còn trinh chỉ từ 13 đến 15, hoặc nhiều lắm thì 17 tuổi. Họ cho những người này ăn chay tịnh và tắm rửa ngâm mình trong những thứ dầu thơm, sau đó gây mê họ. Đổ xâm vào đầy miệng rồi gắn xi lại và đậy ngọc lên kiểu khiếu rồi chôn sống những người này cùng những thuật chú do những thầy tế làm lễ biến họ thành những hồn ma giữ của cho người khác. Những người bị chôn sống đó có thật và chẳng biết họ có giữ được của cải cho những người giàu không. Nhưng cái tục lệ đó thật tàn bạo và ghê rợn. Tôi chưa từng nhìn thấy những bộ xương kiểu đó nhưng đã được nhìn thấy những miếng bạch ngọc oan nghiệt đó. Anh bạn không phải là người duy tâm giống như tôi, nhưng cũng phải thừa nhận có điều gì đó kỳ lạ quanh những miếng ngọc này, đó là mùi nó toát ra. Thỉnh thoảng những miếng ngọc toát ra thứ mùi rất thơm, nhưng có lúc nó rất khó ngửi và kinh tởm và có nhiều chuyện lạ xảy ra ở cái phòng anh để những thứ đồ cổ đã sưu tầm được. Nhưng một lần vô tình anh để cây đao của đao phủ xưa gần những miếng ngọc đó, chẳng có sự tác động gì, nhưng ngày hôm sau những mảnh ngọc tự động bị dạn nứt những vết nứt chân chim rất đều nhau như mạng nhện nhưng mảnh ngọc không bị tách rời mà vẫn liền lạc những tấm gỗ quan tài quý dù đã rửa sạch vệ sinh sạch bằng đồ thứ hóa chất nhưng cứ khi nào nhìn thấy tấm ván đó chuyển màu nâu xỉn xỉn hình cái xác từng nằm trên tấm ván đó là y như rằng ngày hôm sau trời đổ mưa dù có đang giữa kỳ nắng hạn không phải mùa mưa chương 72 mươi mùa mưa. Thế là mùa mưa cũng đến, thời tiết dịu mát hẳn rồi, đông nam bộ nhiều nơi đêm và sáng còn lạnh. Đêm mát mấy anh em rủ nhau đi câu cá. Cần câu thì hiện đại, mỗi câu cũng phải mua rất cầu kỳ, nhưng rút cục vẫn chẳng ăn thua. Chắc do cá giờ khôn hơn ngày xưa mình câu chăng? Ngày ở rừng không có lưỡi câu còn lấy cái lò xo trong hộp tiếp đạn mài thành lưỡi câu, rất sắc và nhọn nhưng không có ngạnh nên câu phải biết cách. Không có thì khi giật lên khỏi mặt nước rồi vẫn văng ra rơi lại. Câu cá thì ở biển hồ là sướng nhất đấy bà con ạ. À. Lấy cái dây phanh xe đạp uốn móc câu, bốc một nắm cơm nguội theo, móc nửa hột cơm vào cái lưỡi câu là tha hồ cá bóng. Nhưng phải làm cái rổ như cái vợt để khi kéo cá lên là phải hứng, không cá lại về nước ngay. Ngoài cá bống biển ra thì tôi thấy cá bống ở biển hồ là to kỷ lục, toàn cỡ ngón chân cái. Cá biệt tôi từng thấy có con to gần bằng cổ tay người lớn. Người ta ở đó gọi nó là cá bống hổ vì trên người nó lớp vảy hoa vằn vện như da hổ. Loại cá này khá lạ, có thể thay đổi màu theo ánh nắng. Khi nắng to nó có màu nhạt như màu nước phù sa. Khi trời sắp tối, nước chuyển màu tối sẫm thì nó cũng có màu đen như cá lóc vậy. Cá ở Tôn Lê nhiều, to và phong phú chủng loại cá dữ như cá sấu, tượng long cũng có. Tôi thì chưa hạ được con nào, nhưng có nhiều anh em khác đã từng hạ được loài đó, và cả cá quý hiếm như cá hô. Ngày trước ở Trung Trang, tôi cũng hai lần được ăn, dân vạn trài kéo lưới bắt được nó. Con cá hô giống na ná con cá chép nhưng màu khác và vầy rất to. Có trứng thì vầy ở bụng có màu đỏ rực. Khi đó thì nó cũng là loài cá hiếm, nhưng chưa đắt đỏ như về sau này. Dân trải lưới thỉnh thoảng bắt được nó và họ tổ chức thịt nó ăn nhậu luôn, chứ ít khi đem bán. Vì loại cá này nhanh chết và nhanh trương nếu không có đá cục bảo quản thì phải. Tầm từ tháng 5 tới tháng 8-9 là mùa của cá hô. Cứ sau mưa nước to và đục ngầu là dễ có cá đó. Nửa đêm nó thường kêu cục 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 rất rõ trên sông. Người ta nói đó là tiếng nó đớp bọt sóng. Tiếng kêu đó y như tiếng ta vỗ tay dưới nước vậy. Tuy nhiên, có nhiều dân chài gốc Việt họ lại kiêng ngăn loài cá đó. Vì lý do tâm linh gì đó thì tôi không biết. Ở biển hồ, tôi từng gặp một vài thợ săn cá sấu, một công việc nguy hiểm và có nhiều chuyện ly kỳ xung quanh việc săn bắt loài cá nguy hiểm này. Cũng giống như người đi rừng, những người làm công việc trải lưới sông nước rất tin tâm linh và nhiều kiêng kỵ. Họ gặp nhiều chuyện lạ lùng nhưng hiếm khi họ kể lại những chuyện đó, có kể thì họ cũng khá dè dặt kiệm lời. Dường như họ không quan tâm ai tin hay không tin, mà có vẻ như họ tránh không muốn nhắc tới cái thế lực siêu nhiên vô hình đó. Lúc ở đó tôi cũng gặp một chuyện khá lạ lùng. Có một bà cô chuyên thu mua tôm cá và bán các thứ đồ tạp hóa và cả nước đá lẫn dầu cho tàu bè dùng. Bà cô này tầm hơn 60 tuổi, là người gốc Việt, nghe đâu ở Kiên Giang thì phải. Nhà cô ở gần ngã ba ô túc ngay trên bờ sông Sang Kê. Từ ngày xưa tới tận bây giờ, nơi đó người ta vẫn nuôi cá bè, cô này tôi nghe gọi là cô hai rong theo tên của chú chồng chú hai lấy cô là lẽ chú hai đã có gia đình ở xiêm riệp rồi nhưng đi tàu sông nước qua nơi này gặp cô là đồng hương nên gá nghĩa thêm lần nữa cô hai ban đầu buôn bán trái cây nhà cô cũng có vườn khá rộng sau lấy chú hai thì mở rộng thêm buôn bán thêm nhiều thứ vợ cả của chú hai đó thì có thêm bốn người con trai đó là một trong số những gia đình may mắn thoát nạn diệt chủng pol pot vẫn còn giữ lại được mạng sống và tài sản vì lý do nào đó Cô hai thì cũng từng có chồng và một con gái, khi lấy chú xong thì có thêm một con gái nữa. Mọi chuyện đang yên ổn sau những biến cố chung thì lại xảy ra tai họa. Tàu của chú harong bị chìm ngay cửa sông Sang Kê. Chẳng ai dám trục vớt cái tàu đó vì khi nó chìm thì mũi tàu quay vào phía trong bờ. Tôi nghe nói từ những người làm nghề sông nước đó là dấu hiệu của bà cậu muốn bắt nghe. Bà cậu là một khái niệm gì đó mang tính tâm linh rất kinh khủng với những người sông nước. Và khi bà muốn bắt ghe thì từ thợ lặn tới thợ kéo tức những người chuyên làm công việc trục vớt tàu đắm, đều không dám trục vớt cây ghe đó. Nếu mũi he quay ra sông thì người ta sẽ vớt, còn mũi quay vào thì họ sẽ bỏ cái ghe đó cho bà cậu. Chú hai đã bỏ mạng theo cái ghe, mất người và mất của rồi nhưng mọi thứ chưa yên. Sau khi chú mất vài tháng thì người con trai cả của bà vợ cả cũng chìm ghe và chết mất xác theo. Rồi tiếp tới người con thứ ba, mới chỉ mười mấy tuổi bị tai nạn mìn cũng chết Người ta nói bị long ngọp hay là lon ngọp gì đó, na ná như kiểu trùng tang của ta. Lúc chú hai bị nạn thì cô hai cũng có mời thầy chùa về cúng, rước vong gọi vong cẩn thận lắm. Nhưng chẳng hiểu sao vẫn không cắt trùng được. Cô hai ốt quá quay ra chửi mấy ông sư ăn hại. Vì theo cô, mấy ông sư cứ nói không sao không sao, nhưng cuối cùng tai nạn vẫn giáng xuống. Giống như khi hỏi các ông sư xem, ngày làm việc gì đó quan trọng, họ thường nói ngày nào cũng được, Họ tỏ ra không mê tín vì họ ăn chay niệm Phật, thì họ nghĩ ai cũng được độ như họ, và họ ẩu lắm, rốt cuộc thì họ trả sao, chỉ tội nợ cho khổ chủ rước sư về làm lễ thôi. Không tin vào ma quỷ nhưng lại tin có kiếp sau mới nực cười, cô hai nói như vậy. Rồi cô hai cùng bà vợ cả phải nhờ tích thầy Pháp cao miên khác làm lễ chấn niệm gì đó sau cái chết của cậu con trai thứ hai. Cậu này đang yên lành bỗng như bị nhập điên điên dở dở, moi đâu ra quả lựu đạn cầu mini ngậm vào miệng lặn xuống sông cho nổ để bắt cá. Cái xác bị bay hết phần đầu vào ngực vì quả lựu đạn phát nổ. Thường thì theo dân gian nói, trùng chỉ bắt nội tộc, có nghĩa là con trai còn con gái thì ít bắt hơn, nhưng lại bắt con dâu hoặc vợ, nên cô hai sợ quá chuyển nhà đi lên lộ 6, xiêm rệp hướng đi ăn cò vát để ở và chuyển sang làm vườn trái cây và cà phê, sợ và tránh xa sông nước. Nhiều người kể lại rất nhiều lần, họ vẫn thấy chú hai quanh quẩn về cái ngã ba nơi cô hai ở cũ, hoặc đứng dập dềnh trên sóng trong đêm, nhìn những ghe thuyền đi qua nơi chú chìm tàu ngày trước. Tôi thì chưa bao giờ nhìn thấy, nên cũng không rõ là có đúng như vậy không nữa. Khi ở ngã ba dưới đường 68 hướng đi biên giới Thái Lan, ngã ba trên là hướng vào Piu, Ngã ba dưới rẽ phải vào thung lũng Rô Tôi được biết một câu chuyện thương tâm và ghê rợn câu chuyện đó ám ảnh tôi tới tận bây giờ một lần một đơn vị quân báo của bạn luồn sang phía biên giới lúc đó nơi đấy rất nhiều nguy hiểm vì lũ tàn quân được tra chú hà hơi đã ngóc đầu dậy và liên tục có những cuộc tấn công vào các đơn vị thuộc chính quyền mới cùng những bãi mìn mênh mông bao la đầy chết chóc ban ngày những người lính đặc nhiệm tìm nơi ẩn náu và quan sát tình hình quân Ban đêm thì cách một ngày, họ từ cái khe sâu leo lên mỏm 408 để bật máy thông tin lên đài, báo tình hình về trung tâm và cũng già sóng nghe ngóng về những đơn vị địch quân phối hợp hay liên lạc với nhau. Ngày đó chưa hiện đại như giờ nên những phương tiện truyền tin còn đơn giản và lạc hậu. Máy thông tin vô tuyến phải tìm điểm cao hay bắt cây đài mới có thể liên lạc tốt được. Do mang vác máy nít kích và sợ mưa gió hư hỏng nên họ đã giấu máy ở điểm cao đó. Tới giờ hẹn thì lên liên lạc. Khu vực đó mùa mưa thì mưa thối đất thối cát và đêm lạnh muốn đông máu lại. Còn mùa khô thì khủng khiếp không kém. Khắp nơi cây cối sơ sát cháy vàng dưới ánh nắng như thiêu. Có khi lên tới bốn mấy năm mươi độ. Đất nơi đó có nhiều khoáng sản nên có nơi màu đen gần như than. Những người lính rách dưới lê bước với đủ thứ trên lưng và đen xì như những con trâu vậy. Nhóm quân báo ẩn náu tại một khe cạn nơi có những thành đá khổng lồ tách vỡ ra. Họ phải trú ẩn ở đó vì nguồn nước. Ở cái khe đó có một nguồn nước. Có ngày nước chảy thành dòng nhỏ, nhưng có ngày nó chỉ di dỉ ra, đủ cho những người lính khỏi chết khát thôi. Ăn ở sinh hoạt đều phải kín đáo ngụy trang và xóa dấu vết cẩn thận. Đề phòng địch phát hiện và úp bất ngờ. Họ cắm một thân cây tươi vào phía nước dỉ ra và moi phía dưới, đặt một chiếc vỏ dừa khô, nhặt từ rừng cao su ra, phủ lá và rêu lên để che thứ quý giá đó qua đêm cũng đủ khỏi chết khát thế nhưng hai ba đêm họ phát hiện những dấu vết lạ và nước bị mất nghi ngờ biệt kích thái hay đặc công pốt hiện diện xung quanh những người lính thận trọng phục kích tại đó để xem tới đêm thứ hai thì họ phát hiện tiếng động lạ của một hình bóng mờ mờ trong đêm đen nhìn như một bóng ma bóng đen này mò mẫm di chuyển và lòm khòm trông khá lạ lùng tới nơi có cái gáo dừa chứa nước kia lấy nước trong đó và nhanh chóng bỏ đi Do lúc đó gần sáng, họ cũng không chờ gần sáng mới ra lấy nước, mới có nhiều. Hai quân báo bám theo được chừng hơn trăm mét thì nghe một tiếng oành của mìn KP2 nổ. Khi hai lính bò tới nơi phát ra tiếng nổ thì một hình ảnh kinh khủng. Một con người đen thui, tóc trùm tới gần rốn, xoăn tít, mắt trắng dã. Những mảnh quần áo rách dưới treo trên cái cơ thể gầy gò đó mới cho họ biết đó là người. Một người đàn ông gầy gò trơ xương, tóc tai như người rừng, tay trái cột và cuốn một nồi rẻ cáu bẩn, hai chân bị mìn đã bay mất tới đầu gối, một chân tới gần mẹn. Người này chưa chết, chắp tay lại hai lính quân báo và thều thào nói xin hãy cứu con của ông ta đang ở một thân cây đổ ngang cách đó chừng trăm mét. Những người lính đất tìm được đứa bé đó dưới cái gốc cây đổ ngang. Nó đang ngồi nhặt những con kiến để ăn, và nhặt cả những cứt sâu đục thân đồn ra hay cứt run đất đồn lên bỏ vào miệng nhai. Người đàn ông cho biết anh ta là lính thuộc trung đoàn cận vệ nông Penh, một đơn vị khét tiếng tàn ác. Sau khi rút chạy về đây, anh ta bị thương cột tay trái. Đơn vị anh ta đã bỏ rơi anh ta cùng đứa con gái nhỏ giữa rừng trước khi rút chạy qua Thái. Anh ta đã phải lần mò với một bàn tay và đứa con nhỏ buộc lại đeo trước bụng tới gần hai tháng trời trong rừng nơi này. Cái trung đoàn cận vệ này là nhóm lính đặc biệt chuyên truy lùng, giết chóc, thanh trừng hay bảo vệ các yếu nhân lãnh đạo toàn những đặc nhiệm thứ thiệt nên khả năng tồn tại trong tự nhiên cực cao nên anh ta mới có thể cùng cô con gái sống sót trong cái cánh rừng chết chóc này suốt bao nhiêu ngày như vậy. Anh này đã kiếm từ run tới dế, chim chóc, cây ná, bất cứ thứ gì có thể bỏ vào miệng để cố gắng cho đứa con khỏi chết. Khi phát hiện ra đám lính quân báo đến lấy nước tại cái khe nước, anh ta đã không dám ra mặt vì sợ bị giết mà chỉ lén nút đợi tới gần sáng mới ra lấy nước cho con uống. Nếu không vì những tội ác mà đơn vị anh ta gây ra cho những người dân, anh ta ra hàng những người lính thì có thể đã không chết thảm như vậy. Sau khi chôn lính post đó xong, những người quân báo đã đem cô bé kia về. 9 tuổi nhưng nó chỉ như đứa bé 4 năm tuổi, gầy gò trơ xương và hôi thối bẩn thỉu, bụng trương to vì run sán khi tắm và cắt tóc cho nó xong, thì nhìn nó ngồi ai có mặt ở đó cũng phải quay đi nó như một bộ xương với cái đầu và cái bụng quá khổ xương sống nhô lên dọc theo lưng chân tay người ngậm chi chít sẹo vì gai cào nó nói rất ít và luôn sợ người lạ nó luôn vồ lấy cái ca đựng nước khi ai cho uống và uống tới giọt cuối cùng điều tôi bàng hoàng nhất là khi người cha hỏi nó cha lấy nước ở đâu cho nó uống nó nói không có nước cha cho liếm máu ở tay cha chảy ra thật khủng khiếp nhưng cũng cảm phục tình thương của người cha đó dành cho đứa con của mình. Sau đó thì một bà chủ buôn đã xin nuôi cô bé đó. Bà chủ buôn là người Thái, có chồng theo London, và đã bỏ chạy sang Mỹ cùng cô con gái, còn mình bà kẹt lại. Rồi bà chủ buôn bị bọn lính pốt lèn vào nhà, ném liều đạn, cướp hết tài sản. Đứa bé đó vẫn may mắn sống sót và không hề bị thương tích một cách thần kỳ. Sau đó thì một nhân viên UN, người Đan Mạch hay Na Uy đã nhận nuôi cô bé này và đưa về nước họ. Câu chuyện này là một trong rất nhiều những câu chuyện khủng khiếp mà tôi từng gặp hay chứng kiến mà chưa có dịp nhớ và kể lại. Trong thâm tâm thật lòng tôi rất thương và mong cô bé đó sẽ có một cuộc sống hạnh phúc hơn, một tương lai tươi sáng hơn. Và tôi cũng cảm động ngả mũ trước tình thương mà người lính post đó đã dành cho cô con gái của mình đúng với câu hồ dữ không ăn thịt con. Dù có thể ở đâu đó, thời điểm nào đó anh ta đã từng giết rất nhiều người. Chương 73 Lan man ngày nắng Tôi được nghỉ một chút, trước một chuyến đi, ngồi nhớ lại một vài bầu chuyện tầm phào, xin kể lể cho bà con nghe, nếu ai lời đọc xin bỏ qua vì nó dài dòng và lan man lại tầm phào nữa. Nhìn nắng thế này là nhớ chuyện cũ ở những nơi ngày trước tôi ở, lâu rồi, Ngày đó tôi ở đường 5, từ Sisophon đi Bát Tam Bằng qua Mông Côn Bồ gần tới Prey Tê hướng lên Bát Tam Từ Sisophon lên qua chợ Mông Côn, rẽ trái vào hướng chùa Đông Rôn. Ngày đó thì cái ngã ba khi lích nó chưa đông và đẹp như bây giờ. Nơi đó thì không giàu có như Mông Côn Bồ nhưng cũng khá hơn nhiều so với nhiều nơi khác. Đường xá đẹp và nhiều nhà xây thêm lẫn nhà sàn, Nhà sàn ở Cam thì nhiều nơi khác so với Lào hay Việt Nam. Nó no chỉ cao tới bụng, hay cùng lắm là ngang ngực người ta thôi. Và nơi này cũng khá lạ, là phía sau khu dân cư gợt đông, thì là rất nhiều những cái tràng rộng mênh mông, ngút tầm mắt, và toàn lúa ma mọc vơi sậy nếu có nước. Còn không thì cỏ tranh cao nút đầu người, cùng với ô rô và ngành ngạnh. Mà cây ô rô thì gai đã kinh rồi, nhưng so với ngành ngạnh thì chỉ là hàng tôm tép thôi vì ngai ngành ngạnh dài tới 15-20 cm. Có lần tôi thấy quanh anh bị nó đâm xuyên qua cả bắp tay, nhức buốt xương vù. Và những con sâu ở cây đó cũng là nỗi khiếp đảm của tôi, nó to như ngón chân cái, béo múp và xanh lè. Ở đó chúng tôi được huyện đội cho ở nhờ một căn nhà. Mới đầu thì chẳng biết gọi đó là căn nhà gì vì nó rộng lắm và có cả tường bao quanh. Tuy rằng phần đa những bờ tường rào đó đã đổ, xung quanh phía sau thì không có dân ở, chỉ là chàng trống và đồng lúa ma với táo dại. Nghe vài người nói lại thì nó xưa là nhà của một điền chủ thời trước, qua thời lon non và pol Pot lấy lại làm công sở, nhà việc. Có thời gian nó được làm bệnh viện trạm xá dã dạ chiến của quân tình nguyện. Dân gần đó phía ngoài bờ kênh khá đông, nhưng chẳng mấy khi họ dám bén mảng tới ngôi nhà này. Buổi tối có đi qua thì họ cũng đi rất nhanh. Ban đầu chúng tôi cũng không để ý lắm, cứ nghĩ họ ngại gì đó sau máy múc về múc cái con mương phía bên phải khu nhà để khơi thông lấy nước từ kênh sang làm ruộng thì cơ man là xương người dưới cái mương nước nửa khô nửa nước đó chắc thời pol pot nhiều người chết ở đó trước khi chúng tôi ở đó có vài đoàn người từng ở tôi có nghe một vài anh em từng ở đó sau lên xiêm riệp kể lại nơi đó nhiều ma quỷ lắm họ kể nhiều và chúng tôi cũng chỉ biết ngồi hóng thôi chứ đâu có nghĩ có ngày được vinh dự về đó mà ở đâu. Ngôi nhà này chia làm ba dãy, rộng lắm, một dãy chính giữa và hai dãy hai bên, hình chữ U, nhưng dãy bên trái thì đổ gần hết nên bỏ hoang. Chúng tôi ở mấy căn phòng dãy chính giữa Ngay bãi đậu xe và cái cột cờ Ở nơi đó hai ba lần tôi đã gặp chuyện lạ Lúc đó phương tiện đi lại của chúng tôi Ngoài xe Honda ra Thì còn có một chiếc xe ô tô Hiệu Citroen lúc đó thì chiếc xe đó thuộc loại xịn sò lắm bà con ạ à. một hôm anh quy đi về muộn trời mưa anh phản nàn là đèn cốt cái xe cứ chiếu lên trên khiến anh khó nhìn đường thế là hai nghe mở nắp capo chỉnh lại cái đèn cho dễ nhìn Trình đèn thì một anh ngồi trong xe nổ máy bật đèn một anh vặn con ốc hoa mai ở phía sau cụm đèn cho ánh đèn lên cao hay xuống thấp theo ý Hai anh em loay hoay chỉnh khi anh Quy vừa đóng nắp capo lại, tôi ngồi phía trong xe bật đèn pha. Khi ánh đèn pha chiếu lên bờ tường phía dãy nhà ngang bên phải thì tôi giật mình. Ngay trên mái hiên dãy nhà là vài bóng người đen thui ngồi trên đó, chân thả xuống phía dưới đu đưa. Tôi mở cửa xe ra chỉ cho anh Quy, anh Quy cũng giật mình sững người dây lát. Rồi hai anh em nhanh chóng tác chiến ngay, cùng móc súng ra lên nạn và vẫy nhau áp sát và ngòng cổ nhìn lên. Nói thật ban đầu tôi nghĩ là anh em ở nhà leo lên cây vú sữa để bắt ong. Vì trên cái cây vú sữa cổ thụ trùm nóc nhà ngang đó có một tổ ong. Trời mưa, ong ướt cánh thì anh em lên bắt thôi. Nhưng khi anh em tôi tiến tới gần, thì những bóng đen kia tự nhiên đứng dậy và tụt lùi vào trong mái nhà. Sướng người một lúc, anh Quy gọi anh em nhà giữa ra, thì mọi người vẫn còn đang ngủ chứ không quay đi bắt ong cả. Chúng tôi nhanh chóng chia ra hai mũi bao vây kín cái nhà ngang lại, soi đèn kiểm soát phía dưới anh tên lấy cái thang sắt ra, bác lên phía cái ô cửa trên con nóc nhô lên và trèo lên. Tê Th hát thì trèo lên cây vú sữa. Tôi thì leo lên vai lờ, trèo lên phía vành hiên, phía sau căn nhà. Cả ba anh em cùng quan sát phía trên nóc nhà. Chẳng có ai trên đó cả, chỉ toàn là lá mục từng lớp dày và trơn tuột. Tất cả lại tụt xuống. Nhưng chưa hết sự lạ, cái xe đang nổ máy chiếu đèn pha sáng trưng. Bỗng nhiên rú gà ở Mỹ phọt cả khói đen xì ra, nhưng không có ai ngồi trên xe. Anh Tê vội chui vào xe tắt máy và bật đèn trần kiểm tra. Cửa xe thì vẫn mở mà không có ai trong xe. Chẳng hiểu sao máy xe lại rú lên từng nhịp như quay đạp ga vậy. Đó là một lần. Lần sau thì còn lạ hơn nữa. Hôm đó cũng tầm tháng 6, tháng 7, trời rất nóng. Anh em ngồi họp với nhau. Lúc đó chúng tôi dùng đèn gió đá, loại đèn chế thủ công từ catut đạn pháo 37 mà thành. Nó rất sáng, ánh sáng như đèn neon, ông. Khi đang ngồi họp thì tôi là người ngồi đầu tiên ngoài cái bàn tròn dài. Đối diện tôi là cậu lờ Bỗng lờ gõ nhẹ lên mặt bàn và đưa mắt nhìn tôi rồi khẽ nhướng mắt ra phía ngoài sân. Theo ánh mắt của lờ tôi nhìn ra phía sân thì trời, có tới gần chục cái bóng đen xì đứng im lìm ngoài sân trăng. Tất cả anh em đều nhìn thấy, không riêng hai chúng tôi. Anh Quy đang chủ trì đứng phát dậy quá to. Ai phía ngoài kia, các anh là đơn vị nào? Bộ phận nào? Có tiếng người phía bên ngoài, tiếng Việt giọng miền Nam. Chúng tôi mất chốt rồi, mất hết rồi trừ chạy về đây. Đúng lúc đó thì cây đèn gió đá bỗng phè lửa như lửa hàn. Ngọn lửa nửa xanh nửa đỏ cách xa cái đầu ống đèn tới mười phân và kêu phì phì. Tất cả anh em đều giật mình tá hỏa, bật dậy hết. Anh Di vô đấy cây đèn chỉnh lại lửa, ai dùng loại đèn đó hẳn biết khi mở xoay nước vào nhiều thì nó sẽ phù lên như vậy nhưng lúc đó tất cả anh em tôi tám người không ai đụng tới cây đèn cả khi cây đèn bình thường trở lại thì ngoài sân không còn ai chỉ có cậu t được phân công ngồi cổng gác chạy vào nói canh gọi gì em chẳng có ai gọi cả cậu t đang ngồi gác thì có một người đi ra vỗ vai nói giọng nghệ an hà tĩnh mấy ông gọi em vào trong để đó anh coi cho. Lạ là lúc đó đơn vị chúng tôi có 9 người nhưng không có ai người nghệ tĩnh. Nhưng cậu Thịnh vẫn nghe và đứng lên chạy vào trong sân nhà như một cái máy vô thức. Sau đó vài ngày thì anh em nhiều người đã nhớ lại. Lúc anh Quy hỏi thì ngoài sân có nhiều tiếng lao sao tràn đời. Trong đó có câu Quy 16 mà Quy 16 thì chỉ tham chiến ở đó và đã rời đi lâu lắm rồi chẳng còn ai ở lại Tất cả chúng tôi, năm anh em còn sống, vẫn nhớ như in hình ảnh và âm thanh đêm hôm đó của họ. Những bóng người chỉ mặc màu đen, quần áo rách và sắn cao tới gối. Người mang mũ người không, và không có quân trang hay ba lô gì cả. Có lẽ là những người anh của trung đoàn anh hùng đó vẫn còn lần quần ở nơi đó mà chưa về Việt Nam. Nếu như một mình tôi nghe thấy hay nhìn thấy thì tôi sẽ nghĩ chắc mình hoa mắt nghe lầm thôi. Nhưng tất cả anh em đều thấy, thậm chí còn người thấy mùi chua mốc nồng nặc lúc đó khi những cái bóng đen đứng ngay phía cửa bốc ra. Thì thật chẳng thể giải thích được gì hơn. Chỉ có thể nói là một hình ảnh bí ẩn và lạ lùng. Câu chuyện thứ hai mà tôi nhớ lại và kể cho mọi người nghe thì còn lạ lùng và bí ẩn tới phi lý nữa. Sau đó một thời gian, chúng tôi chuyển lên Sovaitech thuộc Batambang gần cầu 176 hướng vào Ta Công. Nói tới mùa ngài ở Campuchia thì phải nói tới Ta Công Krau. Giống như khi ta nói tới dân ca quan họ thì phải nói tới Bắc Ninh vậy. Một thứ phi vật thể vô hình nhưng đầy bí ẩn, ám mạnh và khiếp sợ với nhiều người. Bây giờ thì tôi không biết mùa ngài có còn hay không, nhưng lúc đó thì tôi tin là nó có thật. Vì rất nhiều chuyện tôi biết về cái thế giới đó và từng trực tiếp va chạm với thứ đó. Như tôi vẫn nói, tôi không phải người mê tín và yếu bóng vía, thậm chí từng là kẻ vô thần. Nhưng những gì tận mắt chứng kiến, mắt thấy, tai nghe, tay sờ mà vẫn phủ nhận thì chắc chỉ kẻ ngu mới như vậy. Bùa ngại anh em tôi biết và thấy nhiều, tuy nhiên tôi sẽ không kể những chuyện đó sau, vì mất công những người chưa biết, chưa thấy, chưa gặp, lại vào chửi tôi, nói dốc để câu like, câu view, nó mất hay bà con ạ. Tôi chỉ xin kể một câu chuyện này, nó có tí chút liên quan tới chuyện bùa ngài. Lúc đó chúng tôi ở Phum Solau, cách ngã ba Klarang, chừng gần 10 km. Dân rất đông. Ngày trước thì không có dân mấy, nhưng sau giải phóng thì dọc biên giới đường buôn lối mòn qua Thái, buôn bán rất nhiều như mạng nhện. Nên người tứ xứ đổ về đó, đi buôn bán. Lúc đó cái sự buôn bán nó cực khổ trăm bề, chứ không đơn giản. Bị mìn chết rồi tàn quân cướp giết hiếp, nhẹ thì bị chúng tóm được bắt đào hào, có tới hàng trăm km hào giao thông nham nhở khắp nơi do các lực lượng tàn quân bắt dân đào. Chúng tôi ở nhờ nhà vườn của một cặp vợ chồng người Thái. Nhà này có tất cả là 6 người. Hai vợ chồng ông bà tên thật là gì thì chúng tôi không biết. Chỉ nghe gọi là ông bà Lăng. Ông Lăng có luyện bùa và từng có thời gian nằm trường phum sao ông đó. Ông bà Lăng có ba người con, đều là gái và một bà mẹ già hơn 80 tuổi. Hai cô con lớn cùng bà mẹ thỉnh thoảng vẫn vượt biên buôn hàng hóa từ bên Thái về. Còn bà cụ già mẹ ông bà Lăng thì chúng tôi chẳng thấy mặt bao giờ. Chỉ nghe thấy tiếng bà ho và thỉnh thoảng hát ư ử ừ ở trên nhà. Bà ở riêng một căn nhà sàn gỗ rất chắc chắn. Còn nhà ông bà Lăng là căn nhà xây hai tầng quay lưng ra đường, phum. Xung quanh thì trồng rất nhiều cam và chanh. Một lần, cậu em mới đã lén ăn trộm vài quả cam để ăn và kết quả là nó bị đau bụng lăn lộn và đi ngoài. Không phải là bình thường mà là đi kết lị. Lúc đó mà bị kết lị thì sẽ rất nguy hiểm vì dễ kiệt sức và chết rất nhanh vì thuốc men thiếu. Bình thường thì chúng tôi chỉ cần tìm mua ba quả trứng vịt rồi luộc lên chấm bên đường ăn là khỏi. Nhưng cậu em này vẫn không khỏi. Bí quá, chúng tôi nhờ cây ông bà Lăng và phải nói thật là cậu em có bẻ trái cam trong vườn nhà ông bà ăn. Chúng tôi khiêng cậu em lên cho nằm ở cái sân trước cửa nhà ông bà sau khi hỏi vài câu, ông Lăng đi lên nhà. Tôi không biết ông dùng thuốc gì, chỉ thấy hai bàn tay ông ướt và có mùi gì như rượu bay ra. Ông đặt tay vào bụng nó rồi vút ngược lên ba lần. Sau đó hất đầu, ra hiệu bảo chúng tôi khiêng nó về, chứ cũng không cho uống thuốc hay gì cả. Vậy mà, cậu em khỏi ngay trong buổi chiều, thật lạ lùng. Một hôm tôi và anh Tân được mời có đơn vị bạn ăn nhậu nhẹt, đi vòng đường chính thì xa. Anh Tê dắt tôi đi cất góc phương vị như trinh sát qua giếng nước rìa cái ao nhà ông lăng qua dãy nhà để đồ làm vườn của nhà ông loanh quanh làm sao chúng tôi đi nhầm lên phía căn nhà sàn của bà cụ ở theo đúng quy tắc cắt thì gặp cái ao to đó phải lội qua bên kia rồi định hướng lại phương vị mà ao thì toàn đỉa trâu dài cả hai ba mươi phân bố thằng nào dại mà lội xuống hai anh em lại vừa đi vừa nói chuyện gì già với nhau chẳng để ý đường nữa Tới lúc vào vườn cam, tranh thấy ngôi nhà sàn rồi mới biết là lộn chuồng. Đang ngáo ngơ tìm đường đi thì tôi thấy anh Tê bấm vào vai tôi, ra hiệu im lặng. Và anh nước mắt nhìn lên sàn ngôi nhà gỗ kia. Tôi và anh thấy trước sàn gỗ có một đứa bé ngồi, cách chừng chục bước chân thì tôi trông đó là một đứa bé. Tôi còn nghe cả tiếng nó hát hay nói gì nữa. Thành âm thè thế thì đúng là của đứa trẻ thật tò mò không biết đứa trẻ nào hai anh em cùng tới gần xem thì ôi thôi hóa ra là không phải đó là một bà già nhỏ bé đang ngồi múa may và hát gì đó thoáng thấy chúng tôi bà vỗ hai tay vào sườn như con gà vỗ cánh rồi cười he hé, hé lạ là tuy tiếng cười phát ra nhưng khuôn mặt bà rất giận dữ bà nghe bộ răng cái còn cái mất ra như dọa chúng tôi Tự tiện vào nhà người Lào hay người Thái là điều mà nhiều nơi họ kiêng, nên chúng tôi không dám vào mà chỉ len lén đi qua, lấm lét liếc trộm bà già đó như hai thằng ăn trộm thôi. Bà cụ già lưng còng gập, cởi trần và cuốn một cái xà rông phía dưới. Bà ngồi trên một tấm nệm vải đen xì, cáu bẩn kinh người. Cái đầu trồ ra phía đằng trước và tiếng cười phát ra he hé, hé, nhưng mặt bà lại như đang giận dữ, Thấy lạ quá, tôi đứng lại quên cả phép tắc lịch sự, cứ nhìn bà chằm chằm. Một mùi su ế bốc ra từ phía bà. Thấy vậy, anh Tê kéo tay tôi lôi đi. Vừa chui qua rào lên tới ngang con dốc thì nghe tiếng xe máy. Chả hiểu sao lại gặp ông Lăng. Ông ta nhìn chúng tôi có vẻ rất giận dữ. Khi nghe chúng tôi nói qua xã đội ăn cơm với anh em, ông không nói một câu nào, chỉ gật đầu, rồi rồ máy phóng đi. Tôi cứ thắc mắc tại sao thái độ ông ta lạ vậy nhỉ? mà chẳng biết hỏi ai. Hỏi anh Tê thì anh cũng như tôi thôi. Sau đó vài hôm, khi lần mò trong thơ ma luông ra, vừa lên cây cầu gỗ thì chúng tôi bị phục kích bất ngờ. Vì lâu lắm rồi không ai bị, tôi đi đầu. Phúc tổ ba đời, quả đạn M79 rơi chỉ cách chưa tới một mét, không nổ mà xoay tít phụt khói. Anh Thiện đi sau tôi túm tóc tôi, giật ngược nhào xuống mương nước, tay trái anh móc súng ngắn ra bắn lại chơi kiểu tao ngộ này thì anh TH là bậc thầy. Trời trăng sáng lờ mờ mà tôi nghe rõ tiếng bóc của đạn từ súng của anh TH vào đầu thằng cầm M79. Nó quay quay như con gà. Tôi nện thêm 4 năm phát nữa, nó mới nằm im. Còn hai thằng kia, một thằng chạy mất hút sau mấy lùm cây, một thằng chạy ra phía đồng lầy. Tôi đuổi theo làm vài phát nữa thì hết đạn. Vừa móc hộp tiếp đạn mới ra, chưa kịp thay, thì thấy nhoàng lửa một cái buôn nước tóe loe tưởng ngăn liệu đạn nhưng hóa ra không phải thằng chạy trong bụi kia đã bắn at cái loại súng gắn trên súng ak anh l bị thương nặng hai anh em sốc anh l chạy về các anh em khác nghe súng nổ cùng du kích bạn xách súng ùa ra phía chúng tôi may mắn tới thần kỳ tôi chỉ bị một mảnh đạn at như một miếng sắt uốn cong và bả vai nó trổ xuyên qua bên kia như ta móc lưỡi câu vào thân con cá để câu vậy. Và phần mềm và nhẹ nên tôi còn không thấy đau. Chỉ khi anh em thấy máu chảy và khi cử động cái áo móc vào thì nhoi nhói chút tôi mới biết. Lên trạm xá nằm mấy hôm thì tôi mới hóng được chuyện khá lạ do cô pa y tá kể cho nghe. Là dạo này không biết có dịch gì đó hay bị chất độc gì của tàn quân nó dài hay sao mà có tới 4 năm ca người dân tới đẻ toàn bị chết con, có vụ chết cả mẹ lẫn con. Tới sau đó chừng chục bữa, hôm đó sáng sớm chúng tôi nghe ầm mỹ phía ngoài, mấy anh em vội chui ra hóng coi chuyện gì, thì thấy lính bạn ùa vào nhà bắt trói ông Lăng. Chẳng hiểu sao, ban đầu thì anh em nghĩ là ông Lăng là bốt chìm thôi. Chuyện dân là post bốt, bốt như dân, hay hàng ngày là ta, đêm là địch. Ở đây thì là quá bình thường hơn cơm bữa, không có gì lạ cả. Nhưng vụ ông Lăng kia lại không phải như vậy. Họ bắt ông ta tội trộm xác chết. Ở cam nhiều nơi lúc đó tôi gặp thấy khá lạ. Con nít chết có nơi thì thiêu như thiêu người lớn, tức là chất củi đốt. Có nơi không thiêu cũng chẳng trôn mà người ta quảng ra sông. Xin thề là như vậy. Nếu nơi nào gần sông họ thả ra sông rồi làm cái bè bò lên nó quần áo với gạo ghiếc gì đó. Sau đó là xong, tôi cũng không hiểu có phải tục lệ của họ như vậy hay không. Thật tiếc là sau đó tới chừng 9 giờ, tôi và anh TH phải đi xin xô phôn Ra đó 2 ngày sau thì anh em rút hết để đi Pailin. Anh Chun Sen, xã đội phó, lấy xe ô tô cùng vài người lính chở anh em lên xin xô phôn Tới nơi lúc ăn cơm chiều thì tôi mới sực nhớ ra vụ ông Lăng. Lúc đó thì đi rồi thì có ngại gì nữa. Tôi hỏi anh Sen vụ việc ông Lăng ra sao, Thế là anh Sên với mấy anh lính tranh nhau kể, chúng tôi mới ngẩn người ngỡ ra với nhau. Theo anh Sên kể lại thì ông Lăng là thầy bùa, người cam thì họ thừa nhận và không giấu giếm chuyện bùa chú gì đó. Bản thân anh Sên cũng là thầy bùa, anh giờ lên tướng và đã nghỉ hưu đầu năm 2000. Theo các anh nói lại thì ông Lăng luyện bùa và bùa công nên phải nuôi binh, có nghĩa nôm na như là phải đi bắt những linh hồn vất vưởng về, trói buộc và nuôi họ để phục vụ cho những mục đích riêng của ông ta. Nhưng do ông này bị phạm gì đó, gọi là thun, đại loại như kiểu ăn chay mà lỡ tay gắp miếng thịt chó vậy. Nhưng ăn chay theo kiểu Phật thì khác, Phật thì từ bi có thể bỏ qua, chứ không thì khối tầng sư đều mỡ hành chân lông đỏ ra thời nay, ngài vạn cổ đem xuống ngục trị tội lâu rồi. Chứ theo ma thì ma lại khác Phật, một là một hai là hai, chứ không có chuyện ú ớ, phạm là bị quật ngay ông lăng này đã giết bốn cô gái và cắt đầu đem về luộc chín lóc thịt ra rồi chôn bốn góc căn nhà sàn gỗ nhưng vẫn không ngăn được việc bà mẹ bị quỷ nhập theo như người cam kể thì nuôi binh phải là thầy cực giỏi mới có thể trị được âm binh và âm binh tụ đông sẽ sinh tà khí hóa quỷ quỷ thì là một khái niệm hoàn toàn khác ma tóm lại tôi sợ khái niệm này và luôn tránh không dám hỗn hào đụng chạm tới vì đó không phải là trò đùa bà con ạ. Khi người nuôi binh bị lỗi thun, đại khái như những lỗi không ăn kiêng, tà dâm, chui qua dây phơi đồ, hay để người khác phá nơi nhốt binh, hoặc làm gì đó trái với lời nguyền của hệ phái họ theo, vân vân, thì pháp của thầy bùa mất linh, và âm binh trỗi dậy, làm phản. Người ta vẫn nói tới nhiều người dùng bùa ngài rồi không tuân thủ luật, bị quật lại đó. Nghiệp quật của hệ phái đó sợ nhất là hóa quỷ, ông lăng đã phải đi bắt con nít mới sinh về phục vụ cho bà mẹ già hóa quỷ ở trong nhà thực ra bà mẹ già đó hình như đã chết lâu rồi ngự trong cái thân xác đó có thể là một thực thể khác chứ không phải là con người chuyện này kể ra có vẻ hoang đường và khó tin tôi cũng không biết và không dám nói gì nhưng bản thân tôi từng nhìn tận mắt vài ba trường hợp mà người ta nói là bị quỷ nhập kiểu này và nghe nhiều người kể tuy nhiên ngày trước nhiều hơn chứ bây giờ thì không thấy nói nữa. Quỷ thì chỉ cười hoặc gầm gào gầm gờ với nội lực rất mạnh phát ra thôi, chứ không nói tiếng như con người, và con người không thể đối đầu với khái niệm đó. Những tay xưng là thầy online, nhan nhản trên mạng, vỗ ngực nói bắt quỷ nghìn năm tuổi là nói phét. Một trăm phần trăm là nói phét bà con ạ. À. Tôi dám đảm bảo là như vậy. Không phải như họ nổ đâu, ba cái vòng ma còn nổ được chứ cái thứ kia thì còn lâu mà cụ già kia hóa quỷ hay bị quỷ nhập gì đó tôi thì không được chứng kiến lúc người ta lôi ra từ căn nhà gỗ đó chỉ nghe kể lại là những người lính đã phải mời những nhà sư tới cùng nhau làm phép gì đó và khi ông lăng đi đâu đó về thì bị họ ập vào bắt khi lục trong chiếc giỏ xé ông buộc ở bên xe ra thì có một hài nhi đang trương phình không hiểu ông ta lấy cái xác ở đâu và bằng cách nào và có một người trong số những người có con chết kia đã chôn xác con trong vườn nhà nhưng khi họ ra đào lên xem thì chẳng còn gì ở đó nữa cái xác đã bị đào lấy mất từ lúc nào và đất lấp lại như bình thường còn bà mẹ kia khi người ta phá cửa vào thì đã gần như thối giữa cả hai chân tay dù chỉ có hai ba ngày sau khi ông con bị bắt các thầy tu thầy pháp phải lấy đạo bùa úp lên mặt và đóng cọc môn xuống cái xác sáu cây cọc hai chân hai tay một cây ở ngực và một ở miệng sau đó đưa lên dàn thiêu thật tiếc là những công đoạn đó tôi không được chứng kiến chỉ nghe kể lại tôi chỉ được may mắn nhìn thấy bà già đó trước đó ít ngày có vẻ như đó là một cơ thể còn sống vì tôi thấy bà cụ đó vẫn cử động được và chỉ nghe bà cười thôi chứ không nghe thấy nói gì cả và tôi có người thấy mùi thối bốc ra nhưng lúc đó thì chỉ nghĩ rằng do bà ở dơ thôi chứ hoàn toàn tôi không hề nghĩ một chút gì về những việc khác nếu lúc đó mà có ai đó xì xào nói gì về bà cụ đó bí ẩn ma quái thì chắc tôi cũng cố nắn lại xem cho kỹ hơn một chút rồi sau đó ba chân bốn càng giọt cho lẹ chuyện cũ lan man và dài hơi chỉ đọc cho vui thôi chứ không cần bà con phải tin làm gì cho ám mảnh thêm quý vị và các bạn thân mến, à, chúng ta vừa cùng với đình duy theo dõi hết phần 22 của series những câu chuyện kỳ bí do người lính kể lại. rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn và hẹn gặp lại mọi người trong phần 23. còn bây giờ đình duy xin chào chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.